Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Nam Việt, chương trình do Ban truyền thông Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt thực hiện. Kính thưa quý vị, trong hai tuần vừa qua đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt. Kính mời quý vị và các bạn cùng điểm lại trong chuyên mục Nhịp đập Nam Việt. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề sinh hoạt ý nghĩa trong tháng 12 tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt. Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với các thế hệ cha anh hùng liệt sĩ, trường Nam Việt đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Thông qua các ca khúc hào hùng, các tiết mục văn nghệ, các khỏa hình ảnh người lính, người anh hùng dân tộc, giúp học sinh tìm hiểu về những mốc son lịch sử trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Với những hy sinh oanh liệt, kiên trung, bất khuất của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi mai sau sẽ đời đời ghi ơn. Quý vị thân mến, để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, sáng ngày 15 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 tổ chức vòng chung kết cấp quận hội thi Lớn lên cùng sách. Nhằm mục đích phát huy chức năng, vai trò của thư viện nhà trường trong việc rèn luyện kỹ năng đọc sách của học sinh cũng như lan tỏa niềm đam mê sách và văn hóa đọc học đường. Tham dự hội thi, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt mang đến một bữa tiệc sách rực rỡ sắc màu và tiết mục kịch Bông hoa cúc trắng với thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử. Đã trở thành biểu tượng cho sự sống và sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ. Ngày nay, bông hoa đó được người đời gọi là bông hoa cúc trắng. Sau khi lên ý tưởng sáng tạo và tự tay trang trí cũng như chuẩn bị các tiết mục tham gia phần thi hóa trang, thầy và trò trường Nam Việt đã đạt được những kết quả khả quan. Giải ba tập thể phần thi hóa trang, giải khuyến khích tập thể phần thi trang trí bữa tiệc sách. Khu
Thông qua hoạt động bổ ích này, nhà trường mong muốn tạo cho các em tình yêu đối với sách, từ đó mở ra những góc nhìn mới đối với thế giới, phát triển một tâm hồn đẹp, hoàn thiện cả về kiến thức và tư duy. Bên cạnh học tập, các hoạt động văn thể mỹ tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt luôn được chú trọng. Thực hiện theo chỉ đạo của thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch tập đoàn về quyết tâm xây dựng các hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường, câu lạc bộ võ thuật học đường trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt tổ chức lễ trao nhận văn bằng huấn luyện viên và bằng chứng nhận võ sư quốc gia. Thay mặt trưởng môn phái đời thứ hai võ sư Kim Hải, môn phái Kim Sang Quyền, bắc phái Thiếu Lâm, thầy giáo võ sư Huỳnh Hùng Cường, phó chủ tịch hội đồng võ sư môn phái Kim Sang Quyền, đại diện trao văn bằng, thẻ huấn luyện viên, võ phục và đai đẳng cho 5 huấn luyện viên. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt quyết tâm xây dựng một môi trường học đường giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó tiếp thu tinh hoa dân tộc, đào tạo một thế hệ văn võ song toàn, dựng xây đất nước. Kính thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, tăng cường sự chủ động của học sinh là một trong những định hướng quan trọng tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt. Sáng ngày 18 tháng 12, dưới sự hướng dẫn của thầy cô Tổ Ngữ Văn, tập thể khối 9 cơ sở 3, 4 của trường Nam Việt đã tổ chức buổi báo cáo dự án văn học với chủ đề Vang mãi khúc hành ca. Chương trình có sự tham gia của đại biểu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, Ban giám hiệu trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, thầy cô giáo bộ môn văn học các trường trong cụm thi đua 12 và 15. Với 4 nhóm tìm hiểu, văn công, pháo binh, đặc công và tập sang, các bạn có cơ hội cùng nhau làm việc để tạo nên tác phẩm cuối cùng là những vở kịch, tranh vẽ, bài thuyết trình hay tập sang đặc sắc, được lồng ghép kiến thức bổ ích về văn học, lịch sử và địa lý. Nhờ đó, nhận được những đánh giá tích cực của quý đại biểu và quý thầy cô khách mời tham gia chương trình. Áp dụng những đổi mới trong phương pháp giảng dạy, buổi báo cáo không chỉ mang lại kiến thức mà còn tạo được học sinh sự hứng thú, khơi dậy cảm xúc và tình yêu đối với bộ môn ngữ văn trong nhà trường. Theo giờ đồng đội đang chờ em đùa gắn mà cơm úp đồng đội khóc tên em cạn khô mà sống lên tiếp to rồi họ cũng mất rồi cả trong chị ơi họ cũng mất rồi thì họ cũng đang được trời ơi cúc ơi. An toàn vệ sinh thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ học sinh. Nhận thức được điều đó, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã tổ chức buổi tập huấn kiến thức tại bếp ăn nhà trường. Nhằm mục đích phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn quy trình chuẩn xử lý nguyên liệu và chế biến thức ăn, cũng như quy định về trưng bày, bảo quản và phục vụ thức ăn đến học sinh và cán bộ nhân viên. Chiều ngày 19 tháng 12, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt phối hợp cùng với Trung tâm Y tế quận 12 tổ chức buổi tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với những cái đầu bếp ở Nhật mà để chế biến cái con cá nóc này thì người ta phải trải qua 5 năm.
cơ bản nhất thôi. Tại vì dành riêng cho những cái anh chị ở đây là bếp ăn tập thể công ty trường học. Đối tượng tham gia bao gồm hơn 70 khách mời là cán bộ quản lý, cán bộ y tế, đầu bếp và nhân viên phục vụ bếp ăn nhà trường. Buổi tập huấn đã cung cấp kiến thức cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác quản lý cũng như trực tiếp chế biến thực phẩm, đảm bảo cho bếp ăn nhà trường luôn cung cấp những bữa ăn ngon miệng, an toàn, hợp vệ sinh. Vào dịp Noel hàng năm, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi, ai nấy đều hối hả để chuẩn bị cho mình một mùa Giáng sinh hạnh phúc và an lành. Cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc đẹp tại mùa Giáng sinh Nam Việt bạn nhé! Một mùa Giáng sinh đã quay trở lại với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt. Các bạn học sinh nơi đây đã có một ngày lễ ngập tràn niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Với sự cố gắng và chăm chỉ trong học tập, các em đều đã nhận được thật nhiều những món quà xinh xắn từ ông già Noel. Không khí lễ hội còn được thổi bùng lên với những giai điệu thật vui tươi và sôi động. Chương trình khép lại với những tiếng cười rộn ràng và hân hoan. Đây là dịp để các em giao lưu và tận hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên thầy cô và bạn bè. Và những khoảnh khắc đẹp vừa rồi đã khép lại điểm tin trong 2 tuần vừa qua.